Thầy xin chào tất cả các em. Hôm trước các em đã học xong bài số 3, siêng năng kiên trì. Qua bài học số 3 thì các em thấy siêng năng kiên trì là một đức tính tốt đẹp mà mỗi người cần phải có. Vì siêng năng kiên trì giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách và hướng đến thành công. Tuy nhiên bên cạnh siêng năng kiên trì thì mỗi chúng ta cần phải không ngừng học tập, rèn luyện những phẩm chất, những giá trị tốt đẹp khác nữa để được mọi người xung quanh luôn tin yêu và kính trọng mình. Để bắt đầu tiết học ngày hôm nay, thầy xin mời các em cùng xem một đoạn video và phát biểu suy nghĩ của mình về đoạn video trên nhé. Đoạn video này nói về tác hại của hiệu ứng lan truyền. Khi thông tin truyền đi bị sai lệch một chút xíu thôi, qua nhiều người sẽ bị biến tướng và chuyển thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Điều này muốn nhấn mạnh đến điều gì nào? Muốn nhấn mạnh đến yếu tố tôn trọng sự thật trong cuộc sống thực sự rất quan trọng, đúng không các em? Bộ óc vĩ đại của nhân loại Albert Einstein từng nói: người không coi trọng sự thật
trong những vấn đề tiểu tiết cũng không thể tin cậy được trong những việc lớn. Vậy tôn trọng sự thật là gì? Biểu hiện và ý nghĩa của tôn trọng có vai trò như thế nào đối với mỗi con người? Thầy mời các em cùng đi vào bài 4. Tôn trọng sự thật. Nội dung bài học của chúng ta gồm có 4 phần: 1 nhỏ khởi động, 2 nhỏ khám phá, 3 nhỏ luyện tập, 4 nhỏ là vận dụng. Theo yêu cầu của chương trình thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu phần 1 nhỏ và phần 2 nhỏ khởi động và khám phá. Trước hết, thầy mời các em mở sách giáo khoa trang 16 để cùng khởi động cho tiết học hôm nay nhé. Một nhỏ khởi động. Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời các câu hỏi. Một học sinh trung học ở Hải Phòng sau khi vô ý làm vỡ gương ô tô đã để lại tờ giấy ghi số điện thoại kèm lời xin lỗi chân thành. Do vô tình nên cháu đâm vào gương ô tô, cháu xin lỗi ạ. Liên lạc với cháu theo số điện thoại để cháu đền ạ. Do cháu không biết chủ ô tô là ai, số điện thoại 0949... Người chủ xe không những không bắt đền mà đem câu chuyện đó kể cho con mình và chia sẻ với cộng đồng. Nêu suy nghĩ của em về việc làm của bạn học sinh trong thông tin trên. Thầy gợi ý trả lời câu hỏi này như sau. Suy nghĩ của em về việc làm của bạn học sinh trong thông tin trên là: bạn học sinh trên là một người dũng cảm, dám nhận lỗi lầm mắc phải, dám đối diện với sự thật là mình đã đâm làm vỡ gương xe của người khác, là một người biết tôn trọng sự thật. Như vậy, qua phần khởi động thì các em thấy học sinh trung học ở Hải Phòng là một học sinh rất tôn trọng sự thật. Và những cái biểu hiện của tôn trọng sự thật đó chính là dũng cảm đối mặt với những sai lầm do mình gây ra và đối diện với vấn đề đó để mình có thể giải quyết vấn đề tốt nhất. Vậy tôn trọng sự thật là gì? Chúng ta cùng đi tìm hiểu phần khám phá, hai nhỏ khám phá. Em hãy đọc câu chuyện và trả lời các câu hỏi dưới đây. Câu chuyện: một nhà thơ chân chính. Ngày xưa ở vương quốc Dagestan có một ông vua rất bạo ngược, khắp nơi truyền đi bài hát lên án hay hống hách bạo tàn của nhà vua. Rồi một ngày bài hát đó đến tai vua, vị vua ra lệnh tìm cho được tác giả bài hát để xử tội. Truy tìm không ra, vị vua ra lệnh tống giam tất cả nhà thơ và nghệ nhân hát trong cả nước. Sau đó, nhà vua ra lệnh phải hát cho nhà vua nghe một bài hát do chính mình sáng tác ca ngợi nhà vua. Tất cả đều cố gắng hoàn thành, riêng có ba nhà thơ kiên quyết không chịu hát. Họ bị tống giam vào ngục. 3 tháng sau, vị vua giải 3 người ra và cho từng cơ hội. Một trong 3 nhà thơ đã hát ca ngợi vị vua, thế là được thả ra. Gian hỏa thiêu xuất hiện, một trong 2 nhà thơ còn lại cất tiếng hát. Riêng người cuối cùng vẫn im lặng, vị vua ra lệnh trói hắn và thiêu chết. Cuối cùng nhà thơ cũng cất vang tiếng hát, đó là lời hát phơi bày nỗi thống khổ của người dân, phê phán cái xấu xa của nhà vua. Tiếng hát vang lên, cả hoàng cung rung động cùng với ngọn lửa bừng bừng bốc cháy như giận dữ. Nhà vua bất ngờ thét lên: dập tắt lửa, ta không thể để mất nhà thơ dân chính độc nhất của đất nước này. Theo chuyện cổ dân gian Nga. Như vậy, các em đã nghe xong câu chuyện một nhà thơ chân chính. Câu hỏi đặt ra như sau. Câu hỏi số 1: khi bị nhà vua bắt, các nhà thơ và nghệ nhân hát rong đã hành động như thế nào, vì sao? Gợi ý trả lời câu hỏi số 1: khi bị nhà vua bắt, các nhà thơ và nghệ nhân hát rong đã hành động. Tất cả đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, riêng 3 nhà thơ vẫn kiên quyết không hát. Đến phút cuối, khi bị đe dọa đến cái chết, đã có 2 nhà thơ đã cất tiếng hát ca ngợi nhà vua, vì tất cả họ đều sợ cái chết. Nhưng trong đó vẫn có một nhà thơ kiên quyết đến phút cuối cùng không hát. Đến khi cận kề cái chết, ông đã cất lên tiếng hát tố cáo về tội ác của nhà vua. Vì sao ông lại hát như vậy? Sở dĩ ông hát như vậy là vì ông muốn tôn trọng hiện tại của nhà vua, không lo cho bá tánh muôn dân. Ông muốn vạch trần cho nhà vua thức tỉnh, ông là một nhà thơ chân chính. Câu hỏi số 2: việc chấp nhận cái chết của nhà thơ cuối cùng cho thấy ông là người như thế nào?
gợi ý trả lời. Việc chấp nhận cái chết của nhà thơ cuối cùng cho thấy ông là người chân chính, ông luôn coi trọng sự thật trước mắt. Câu hỏi số 3. Theo em, thế nào là tôn trọng sự thật? Nêu một số biểu hiện của tôn trọng sự thật. Gợi ý trả lời câu hỏi số 3. Tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật. Còn biểu hiện của tôn trọng sự thật là gì? Đó là dám nhận lỗi khi mắc khuyết điểm. Các em ạ, trong cuộc sống muôn hình muôn vẻ thì lợi ích của mỗi người không giống nhau, giữa người này với người kia, thậm chí là giữa cá nhân và tập thể cũng không giống nhau. Và để có sự nhìn nhận một cách tổng quát biểu hiện của tôn trọng sự thật như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi, đó là trò chơi đối mặt. Thể lệ trò chơi đối mặt như sau: hai bạn sẽ đứng đối diện với nhau, trong vòng 1 phút, bạn nào tìm được nhiều ý hơn sẽ giành chiến thắng. Bạn An sẽ là người tìm những việc làm, những biểu hiện thể hiện là tôn trọng sự thật, còn bạn Tuấn sẽ là người tìm ra những cái việc thể hiện là trái với tôn trọng sự thật. Và lưu ý là không được dùng chữ không ở đầu câu nha. Rồi các em ạ, do việc học online nên việc tổ chức và thực hiện trò chơi đối mặt rất là khó, cho nên khi xem video đến đoạn này thì các em hãy dừng lại 2 phút để chúng ta hoàn thành bài tập này nhé. Nêu ra những cái việc làm tôn trọng và những việc không tôn trọng sự thật. Thầy sẽ giới thiệu chúng ta một số biểu hiện như sau. Thứ nhất là tôn trọng sự thật, một là nói đúng sự thật, hai là dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm, ba làm việc đúng với năng lực của bản thân, thứ tư là nhận được của rơi trả lại cho người mất, thứ năm là báo cáo với thầy cô về việc làm sai trái của bạn. Vì tôi không tôn trọng sự thật thì chúng ta có một số biểu hiện như sau. Thứ nhất là gian lận trong học tập như là quay hoặc tài liệu. Hai là nói dối. Thứ ba là che giấu khuyết điểm của bản thân và của người khác. Thứ tư là ăn cắp. Thứ năm đổ lỗi cho người khác. Thứ sáu là biện minh cho việc làm sai trái. Như vậy các em thấy là phần thi đối mặt thầy yêu cầu là chúng ta không sử dụng chữ không ở phía trước câu. Và đây chính là biểu hiện nhé. Đây là những cái câu khẳng định các bạn nhé. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong biểu hiện của tôn trọng sự thật và một vài biểu hiện không tôn trọng sự thật. Vậy tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta, đối với mỗi con người? Thầy xin mời các em cùng tìm hiểu nội dung tiếp theo. Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi sau. Hình ảnh 1. Cảm ơn cậu đã nói sự thật giúp tớ. Tớ chỉ nói lên sự thật thôi mà. Hình ảnh số 2. Tớ không nghĩ nói dối lại ảnh hưởng như thế. Tớ cảm thấy rất lo lắng, xấu hổ. Câu hỏi: em có nhận xét gì về nội dung trao đổi của các bạn trong hai hình ảnh trên? Câu 2: từ câu chuyện của các bạn trong hai hình ảnh trên, em hãy cho biết vì sao chúng ta phải tôn trọng sự thật. Thầy xin gợi ý trả lời câu hỏi số 1 như sau. Gợi ý trả lời câu hỏi số 1: em có nhận xét gì về nội dung trao đổi của các bạn trong hai hình ảnh trên? Các bạn đã biết được lợi ích của việc nói ra sự thật và đã biết hối lỗi, nói dối. Và câu số 2, chúng ta phải biết tôn trọng sự thật vì đó là đức tính cần thiết và quý báu, giúp con người nâng cao phẩm giá, góp phần tạo cho mối quan hệ xã hội tốt đẹp, được mọi người tin yêu và quý trọng. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau khởi động và khám phá một đức tính rất cần thiết của con người, đó là tôn trọng sự thật. Chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhớ lại nội dung của bài học ngày hôm nay như sau. Ghi nhớ: tôn trọng sự thật là suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật. Biểu hiện của người tôn trọng sự thật là sống ngay thẳng, thật thà, nhận lỗi khi có khuyết điểm. Tôn trọng sự thật là đức tính cần thiết, quý báu, giúp con người nâng cao phẩm giá bản thân, góp phần tạo ra các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, được mọi người tin yêu, kính trọng. Để tôn trọng sự thật, chúng ta cần nhận thức đúng
có hành động đúng và thái độ phù hợp với sự thật. Ngoài ra còn phải biết bảo vệ sự thật, phản ứng với các hành vi thiếu tôn trọng sự thật, bóp méo sự thật. Các em thân mến, có phải là trong cuộc sống tất cả mọi tình huống đều phải tôn trọng sự thật hay không? Thực tế thì trong cuộc sống muôn hình muôn vẻ, có lúc đau khổ, lúc sung sướng, buồn vui, không phải lúc nào cũng có thể thẳng thắn, trung thực hết được. Một số tình huống phải nói giảm, nói tránh, thậm chí là nói dối hoặc im lặng không nói, nhằm không gây tổn thương, thiệt hại cho tổ quốc, cho tập thể, cho cá nhân và cho chính bản thân mình. Đúng không nào? Thế thì một số tình huống thầy giới thiệu với các em như sau. Tình huống thứ nhất, khi bệnh nhân bị bệnh giai đoạn cuối. Trong tình huống này chúng ta không nên nói thẳng cho bệnh nhân biết, điều này sẽ bất lợi cho tinh thần của bệnh nhân, thậm chí là đánh sập ý chí tinh thần của bệnh nhân. Trường hợp thứ hai, khi góp ý khuyết điểm của người khác, cũng không nên nói thẳng quá mức hoặc có thái độ dạy đời người khác. Chúng ta cần hết sức tế nhị, khéo léo để không gây hiểu lầm mà người khác vẫn nhận ra khuyết điểm để sửa chữa và vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp, đúng không? Tình huống thứ ba là khi nói đến chuyện đau thương mất mát. Tình huống này chúng ta cần hết sức lưu ý, cần nói đến những cái từ nói giảm, nói tránh, không nên nói thẳng, điều này sẽ gây tổn thương cho cái người thân hoặc là người ở lại nha. Và tình huống thứ tư đó là khi cho trẻ em ốm uống thuốc, thì điều này chúng ta thấy rất là quen thuộc. Thường thường ta thấy là chúng ta phải nói dối trẻ em, đúng không? Thuốc ngọt lắm thì nó mới uống, chứ còn mà thuốc đắng lắm thì nó không uống thật đâu. Đúng không ạ? Đây là một số cái tình huống trong cuộc sống mà chúng ta cũng phải hết sức khéo léo, không nên thẳng quá. Thẳng quá đôi khi nó lại gây ra những cái hậu quả không tốt, đúng không? Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Về nhà các em làm phần luyện tập, chuẩn bị trước phần luyện tập cũng như là phần vận dụng cho các em nhé. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, thầy kể cho các em nghe một cái câu chuyện hết sức ý nghĩa về tôn trọng sự thật. Đó là câu chuyện những hạt thóc giống. Một ông vua nọ đã cao tuổi nhưng lại không có con để nhường ngôi. Vua muốn tìm một người đủ đức tài để trao lại ngôi vua. Vua quyết định giao cho dân mỗi người một đấu thóc và ra lệnh: ai nộp được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi báu, ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt. Đến mùa vụ, mọi người thi nhau chở thóc lúa về kinh, chỉ có một cậu bé đến tay không. Cậu bé kính cẩn quỳ trước mặt vua tâu và xin nhận tội. Vì thóc mà vua ban, cậu gieo không thành. Mọi người chỉ trỏ bàn tán, chỉ có vua cười và nói: thóc phát ra đã bị luộc cả rồi, làm sao mà gieo thành mạ được? Nhưng danh thóc, xen lúa kia đâu phải thu được từ giống của ta. Cậu bé đã được nhường lại ngôi vua nhờ lòng trung thực và sự gan dạ của mình. Qua câu chuyện này thì chúng ta có một cái bài học hết sức đáng chú ý, đó là trong cuộc sống, điều đáng tự hào của một người chính là giữ được tấm lòng ngay thẳng, thật thà, và đặc biệt là dám nói lên tiếng nói thực sự của mình. Không ngại khó khăn, không ngại thị phi, không ngại nguy hiểm, phải gan dạ mà thật thà thừa nhận kể cả những lỗi lầm của mình. Bởi vì dù sao đi nữa, đến cuối cùng sự ngay thẳng, thật thà, lòng dũng cảm vẫn luôn chiến thắng. Thầy chúc các em học tốt. Chào tất cả các em.